cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dương nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Con hứa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Tiếng chuông sầu bao từ vọng vang, lại có một người bỏ thế giới này. Bát nước nên nghĩa chuyến đò nên quen, thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trong niềm tin Kitô thì đây là ngày về ngày cha đời, ngày tháng đồng đều xuôi ngược đã chấm dứt, nợ tang bồng tay trắng vỗ tay re. Buổi tiễn chân người thân mến, xin chúc người về nhà cha trên trời. Người hãy quay về cùng cha yêu dấu, kính chúc người phàn nàn. Từng tiếng chuông sầu bao từ vọng, lại có một người bỏ thế giới này. Bát nước nên nghĩa chuyến đò nên quen, thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trông niềm tin Kitô thì đây là ngày về ngày cha đời, ngày tháng đồng đều xuôi ngược
nợ tang bồng, tay trắng vỗ tay reo. Đây là buổi tiễn chân người thân mến, xin chúc người về nhà cha trên trời. Người hãy quay về cùng cha yêu dấu, kính chúc người phan an. Xin chúc người ra đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa, được về với Ngài, hưởng phúc vinh trên cõi trời ngàn đời. Xin nhớ cầu nguyện cho những người còn ở lại trên cõi dương gian. Từng tiếng chuông sầu bao tử vọng vang, lại có một người bỏ thế giới này. Nước nên nghĩa chuyên đỏ nên quen, thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi, và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trông niềm tin Kitô, tháng đồng đều xuôi ngược đã chấm dứt, nợ tang bồng tay trắng vỗ tay reo. Đây là buổi tiễn chân người thân mến. Kính thưa các cụ, kính thưa ông bà cô bác, kính thưa gia đình Tam Quyến, hôm nay ông Đinh Văn Túc 250 Chúa gọi ra khỏi thế gian. Về phần linh thiêng, bây giờ chính mình ông không thể làm nổi được, vậy thì phải nhờ ai? Nhờ những người còn sống ở trần gian này. Chúng ta họp cùng nhau đây để đọc kinh dâng lời cầu nguyện, để những lời cầu nguyện của chúng ta có thể là mở cửa thiên đàng cho linh hồn Phêrô được vào. Lời cầu nguyện của chúng ta là như là đưa hương thơm xông lên tòa Chúa. Vậy chúng ta hợp cùng nhau đây với chúng tôi để cầu nguyện cho linh hồn. Xin Chúa nói thương nhận lời chúng ta, mà Chúa nói đoán nước linh hồn sẽ đôi được mong chóng về nước Chúa. Nhân lên cha và con và thánh thần, amen. Chúng con lạy ơn ơn cho thánh thần nghiêm nghiêm sáng đáng vô cùng. Chúng con thiên ơn cho thánh thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tên cây đời cho trời và thương nước tình nguyên đời cho trời trong lòng chúng con. Thần xuống giờ đây vai sư trong ngày chúng con, chúng con và cùng đời cho trời giờ đã cho đời cho thánh thần xuống soi lòng người tố các thanh trong đồ thì đời chúng con. Bên hiệu lỡ chúa
Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Và chích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng đám đông rằng: những ai Cha đã ban cho ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Vậy ý của Cha đấng đã sai ta là hễ sự gì người đã ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha ta là hễ ai thấy con và tin vào người thì có sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lòng lành vô cùng, hay ban ơn cho những linh hồn kẻ lành được nghỉ yên, thì chúng con xin Chúa làm phép xăng này và sai Thánh Thiên Thần gìn giữ lấy, vì có xác người tín hiệu chúng con để vào đây, lại xin cho linh hồn Phêrô được lên thiên đàng hưởng mọi sự vui vẻ thanh nhàn, là một vùng cá thánh đời đời. Chúng con xin sự ấy về công nghiệp Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Con xin Chúa. Bye.
Nhưng xin Chúa thương xem phù hộ cho người tín hữu chúng con được thoát khỏi lý đoán Chúa. Vì khi người tín hữu chúng con còn sống, đã mang trong mình dấu Thiên Chúa ba ngôi, chúng con xin sự ấy về công nghiệp Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Rồi cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dụng con tay biết theo đạo lành. Mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dụng con cái biết theo đạo. Bố đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nguôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Thank you.
nào những khi còn buồn người đến bên vô vẻ bàn tay xoa trên mái tóc mến thương đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời người cho ánh sáng người cho lẽ sống ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tan với bao năm trường thay mặt cho gia đình thông gia với ông Túc. Trước hết
và có vòng hoa tươi, có nhén hương thơm, trước hết là đứng để kính viếng linh hồn cụ tử thanh cao thân mến. Sớm chiều hôm nay ông mất đi là một đau xót cho gia đình, xong cũng là niềm chia xót của gia đình chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn mong muốn cầu xin ông mau về cơ trên đàn tòa thượng và cùng là về quy ẩn tổ tiên. Xin kính hết. Cùng chung huyết thống ông bà tổ tiên, có câu máu chảy ruột mềm. Hôm nay ông mất cả họ Đương cũng ngậm ngùi. Anh em trong đại gia đình chúng tôi hôm nay về đây, trước nữa là kính viếng hương mộ ông, và sau là chia buồn cùng bà và tang quyến. Ông tụ ơn hôm nay ông đã đi, vĩnh biệt gia đình, vợ con, họ hàng, làng xóm. Vĩnh biệt cõi trần gian, về cùng ông bà tổ tiên nơi vĩnh hằng. Tha nơi, cũng từ nay chẳng bao giờ ta lại được gặp nhau. Với cảnh đau buồn chia ly này, anh em chúng tôi trong ba chi họ đến đây, có nén hương thơm với lòng thành kính, kính viếng ông và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Kính thưa linh hồn ông, thỏa ông còn bình sinh, ông là người đã có công đóng góp xây dựng trong ba chi của dòng tộc ta. Ông khuyên các con các cháu nhớ về cội nguồn của dòng tộc. Trong việc họ ta xây dựng ngôi từ đường cũng đã có phần đóng góp nhỏ bé của ông và các con các cháu của ông. Đến ngày hôm nay đã thành quả phúc. Ông túc ơn 75 mùa xuân. Nay ông đã ra đi thật là lặng lẽ, chúng tôi tưởng như ông vẫn còn sống, sống hiền lành, ân tình với dòng họ, cả cuộc đời lương thiện rất chân quê. Kính thưa các cụ, trong lớp bà, các anh các chị, cô chú chú bác, dòng dòng quá trình. Hôm nay ông thúc chúng tôi 250 đã được Chúa cất về. Được tin đau buồn này, các cụ công ước bà trong dòng tộc họ Đinh đã đến trước hết là thắp những hương thơm, thắp cây nến sáng, cùng chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát lớn lao này với gia đình tốt của chúng tôi. Được phép thay mặt cho các gia đình tăng gia xin chuyển và lời cảm ơn chân tình nhất, và xin mong rằng ngày mai trong thời gian thi hành tăng lễ, gia đình tăng quyến
Hôm nay chúng tôi được tin ông Chúa quyết khỏi ra khỏi thế gian về với Chúa. Chị em trong hội Mân Côi, trong giáo xứ Tiêu Hạ, chúng tôi đến đây trước hết là kính viếng linh hồn ông, sau nữa chơi buồn cùng gia đình, tang quyến. Bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, xin hết mọi người hợp một ý cùng chúng tôi để đọc kinh cầu nguyện dâng lên Chúa, để Chúa mau chóng cất ông về nước thiên đàng. Chúng con nhờ chúng con cùng ta kẻ con, chúng con xin cha để chúng con xa trước cam thở nhầm kêu chúng con cho khỏi sợ tớ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Phó Lơi Chúa Trời ở cùng bà và có phúc đa hơn mọi người nữ, bà Giê-xu con lòng bà cùng Phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng thành đời Chúa Cha và đời Chúa Con và đời Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có cả đời đời sáng cùng. Amen. Tôi tin kính đời Chúa Trời là Cha đã ta vô cùng sống lên trời. Kitô là con một đấng Chúa Cha cùng là Chúa chúng con người cha đời Chúa Thánh Thần là người sống tái sinh với bà Maria đồng sinh chịu nan đời quan thăng Cio thì là tô chịu đóng gánh trên cây thánh ra trên mà đáng xa xuống một tô tâm hải thứ ba bởi trong kẻ trên mà sống lại lên trời vô bên nếu đời Chúa Cha kẻ ta vô cùng mày sao với trời đời sống an xen kẻ sống và kẻ chết đến đời Chúa Thánh Thần tôi tin có hội thánh hằng có ở ba thế này cả thánh đồng công tôi tin phép ra tội tôi tin xa phải người ngày sau sống lại tôi tin hằng sống với nhau tôi tin tháng ngày dài xa chốn ngục mình dần đưa về tận coi thiên linh xin Chúa thương linh hồn Phêrô xin Chúa thương linh hồn Phêrô và thương thương hơn con đôi đời xin Chúa thương linh hồn Phêrô xin Chúa thương linh hồn Phêrô và thân hơi phúc vinh nhân đời. Hưởng hạnh phúc với Chúa, thay mặt cho bà Túc và gia đình, xin chân thành cảm ơn các bà, các chị, các cô trong hội Mân Côi xứ Tiêu Hạ và ngày mai 2 giờ gia đình và dân làng hội đoàn hành tống thi hài của ông Túc về nơi an nghỉ. Đây, xin mọi người hợp ý cùng chúng tôi và các em để dâng lời cầu nguyện cho ông. Thánh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thầy Cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sanh cơ Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Này đây con dâng Chúa những hy sinh
còn ông Túc trong một ngày rất thiên đàng ở hạnh phúc với Chúa. Thay mặt cho bà Túc và gia đình, xin chân thành cảm ơn các cô và tất cả các em. Xin kính mời các cô và các em ra ngoài làm chơi nữa. Anh em chú chó và bạn của Vinh để tìm về đây, trước hết xin được thật có hoa tươi thắp nắng như cơn nắng như thương và thắp cơn nắng sáng, trước hết xin được không biến luôn của con sau xin được trên người của con tôi trước mắt để được về.
sạch rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu bà con xóm làng xa gần kính mến, kính viếng hương hồn ông Phêrô được tin ông 250 Chúa gọi về quy ẩn tổ tiên. Chúng tôi là gia đình thông gia liên gia cùng con cháu đứng bên linh cữu đồng kính viếng, tỏ thật lòng thương nhớ ông, xin được thắp cây nến sáng cùng quần hương thơm để kính viếng hương hồn ông. Các ông, các bà, đại gia đình thông gia tổ tốt, hôm nay ông Phêrô Chúa đã gọi ra khỏi thế gian để về với Chúa, được sự quan tâm của gia đình ông cũng là thông gia với tổ tốt đã đến đây, trước là kính viếng vong hồn ông, sau là chia sẻ nỗi đau buồn với trên bà Túc cũng như toàn thể anh em con cháu cháu. Tăng quyến, kính thưa toàn thể các ông, các bà, các vị quan khách đang hiện diện có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Tôi là anh, là em tụ tập trong chi ba, tụ tập về đây đứng bên linh cứu ông, xin được thắp nén hương thơm, đốt cây nến sáng, đặt vòng hoa tươi, kính cẩn nghiêng mình kính viếng ông, đồng thời chia nỗi đau buồn trên bà Túc cũng như toàn thể tăng quyến. Kính thưa gia đình, thuở bình sinh ông Túc là người trong dòng tộc Bà Đinh. Ông đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng họ nói chung và trong chi nói riêng. Ông đã thường xuyên bắt gia đình hết sức nén đau thương để lo liệu việc hoàn tất cho ông được mồ yên mà ấm được tốt đẹp. Giờ phút này tôi xin đoàn chúng tôi xin mọi người hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa đói thương tha thứ mọi lỗi lầm khi ông còn sống, để ông chóng được về nước thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa, chị em phụ nữ xóm chính là những thành viên trong hội với bà, đến viếng ông và đứng trước linh cữu ông, thắp nén hương thơm để phụng viếng hương hồn ông và chia sẻ nỗi đau thương cùng gia đình. Xin phép gia quyến cho chị em chúng tôi dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt ông. Bắt đầu. Xin mọi người hợp một lòng một ý để cầu nguyện cho ông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ qua nợ chúng con. Xin cho để chúng con trả trước cám dỗ những kẻ chúng con cho khỏi sự dữ. Thì cụ là người sáng suốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc. Như năm vừa qua, họ ta được sự đóng góp của anh em con cháu đi làm ở miền Nam, đã gửi tiền về sửa sang nền thánh giá. Cụ là những người đã đem hết nhiệt tình cùng với các cụ và bà con trong giáp để xây dựng sửa sang nền thánh của giáo họ ta. Cụ ơi, giờ đây các cụ trong họ ba đang đứng quanh bên cụ đây với lòng bùi ngùi thương tiếc, nhưng biết làm sao cho được, vì đây là ý Chúa đã an bài. Cuộc sống ngày nay chỉ thay đổi mà không mất đi. Hôm nay Chúa đã cất cụ về trước, chúng tôi sẽ cất bước đi sau. Giờ đây ta tạm biệt nhau, hẹn ngày gặp mặt đời sau nước trời. Giờ đây xin mọi người hợp cùng chúng tôi để dâng lời cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi của linh hồn Phêrô ở trần gian
để sớm về được hưởng thanh nhãn Chúa trên thượng. Maria đầy ơn con đưa cho trời ở cùng bà có con đã hơn mọi người nữa. Bà Giêsu con lòng bà gồm có bà thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội bế nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nói trên kênh đó cho lời là vô cùng dâng lên trời đất tôi tin kính đưa Chúa Giêsu Kitô là con một đứa Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi bởi phép đức Chúa Thánh Thần mà người xuống đây xin với bà Maria đồng trinh chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô chịu nóng đánh trên cây thánh giá chết và tám sáng xuống một cố tâm mày thứ trong chi hội. Giờ đây ông đã không còn
ông về đất lành gửi mình an giấc ngàn thu, để tưởng nhớ tới người quá cố, xin đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi. Kính viếng hương hồn cụ Đinh Văn Đúc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác đang hiện diện trong buổi tang lễ hôm nay. Kính thưa cộng đồng dân chúa, ông Phaero Đinh Văn Túc là một nhân danh trong hội cầu nguyện của giáo hội Giáp Tây chúng tôi, gửi tên đến tang quyến lời phân yêu chân thành nhất trong sự ra đi theo tiếng Chúa gọi của người thân trong tang quyến. Xin được cùng tang quyến và mọi người thân thiết của người quá cố dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện thiết tha nhất. Xin Thiên Chúa đã gọi người thân chúng con về với Ngài, được sớm hưởng nhan thánh Ngài để đến muôn đời. Xin mọi người cùng hợp với chúng tôi đọc lại trong quan nguyện danh Cha ta sáng lớp Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ tha nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ nhưng thiếu chúng con cho khỏi sự nợ. Kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa các hội đoàn và bà con lối xóm gần xa, nhận được tin ông Phaero hôm nay đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian để về đời sau, đoàn chúng tôi là anh, là em với con trai của ông trong ban trật tự xứ nhà cùng tập trung về bên của ông, xin gặp vòng hoa tươi, thắp nén hương thơm và thắp lên cây nến sáng, kính viếng hương hồn ông và xin được lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con, an ủi chúng con, chỉ có chúng con mới qua được giọt nước mắt đau thương. Theo đảng đọc. Bà Thánh Thần Amen, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria lạy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng và cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Cho gia đình xin kính mời các ông và toàn thể anh em ở lại xơi trầu xơi nước và cùng với dân làng hội đoàn tiễn đưa thi hài ông Túc về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn, xin kính mời các ông. Đinh Văn Túc là người một thành viên trong hội người cao tuổi sống chính. Hôm nay cụ về quy điểm tổ tiên, ban chấp hành cùng toàn thể các cụ trong chi hội đề tự trước linh đình cụ xin thắp một tuần hương để kính viếng cụ và chia buồn cùng sự đau thương cùng nỗi đau thương tha thiết lệ rơi. Lệ rơi nói chẳng nên lời, dám xin mượn bút viết bài điếu văn. Lời nói năng đức tính nhài bà, tình đoàn kết muôn nhà như một.
ngoài thôn xóm mọi người đều mến phục, trong gia đình một dạ mến yêu, nêu gương sáng ông bà mẫu mực, dạy con ngoan biết sống lẽ đời. Cứ gần vào đây rồi. Còn ai nữa không ạ? Hoan kìa, Hoan rồi. Anh Hoan ơi. Hoan thắng rồi. Giờ đây, chúng tôi xin được thắp nén hương thơm cùng với những bạn nhạc kèn thay ba liền xúc động, kính viếng linh hồn ông và xin gửi tới gia đình lời vân yêu sâu sắc nhất. Còn tạm dừng chân ngủ lại. Con cháu và họ hàng, và để
chuẩn bị cho nghi thức là buổi lễ hành tấm, chúng tôi mời toàn thể anh em con cháu của gia đình vào làm khỏe mạnh. Sau khi diệu bạch xong, là anh em con cháu sẽ ăn há, đưa thi thể ông bà và ra đến xe tạm của tài sản. Mời toàn bộ anh em con cháu ta tiến hành vào làm thủ tục. Không ăn cha mãi luôn dấu yêu và
một ngày mưa bão quay về, cha biến thành hoa bay khói nhân gian. Một ngày tôi khóc không nguôi, một ngày tôi khóc không nguôi, ôm mỗi sầu thương tôi nhớ cha tôi. Người đã đi thật xa, hoa héo khi tàn xuân, màu mắt đen ngày xưa ta không bao giờ thấy nữa. Đừng tiếc thương mà chi, ôm gối sầu làm gì, vì nhớ thương tình yêu ta không nên ngồi khóc mãi. Tình yêu tôi khắc sâu không ngân cha, xin Chúa lấy lòng từ bi tha thứ tội lỗi cho linh hồn Phêrô là Sa Phà vì sự mỏng giòn của cuộc sống loài người. Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi được?
Chúa Giêsu đó, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này, theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài chúng con đang chôn cất vì xác thì thư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và linh hồn người này được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để người này được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chân tiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đám hưởng nguồn vui bất diệt, là một với cộng đồng cá thai. Thank you.
Ban cho linh hồn kẻ lành được an nghỉ. Chúng con xin Chúa làm phép huyệt này cùng sai thiên thần gìn giữ lấy vì có sát táng ở đây. Lại xin Chúa tha tội cho linh hồn Phêrô được lên thiên đàng hưởng mọi sự thanh nhàn vui vẻ làm một cùng các thánh đời đời. Chúng con xin sự ấy vì công nghiệp Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Cùng ban cho linh hồn Phêrô được an nghỉ. Chúng con xin Chúa nghe lời chúng con cầu xin và xin cho lời ấy thấu đến Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa rủ lòng thương tha nhận hình phạt tội lỗi cho linh hồn Phêrô đáng chịu. Đi tới coi thiên thu một kiếp người, một niềm tin một niềm hy vọng và bao người tiến đường, lần lượt người đi rồi đến phố chia ly, tạm biệt nhau kia trước người sau, hẹn gặp nhau trong cõi đời sau, sơn vinh quang trên quê thiên đàng.
xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi.